sư xin đặt câu hỏi khi loài người xuất hiện trên quả địa cầu này sao tạo hóa không tạo ra loài người chỉ có một tâm từ bi biết tu học yêu thương chúng sanh bình đẳng mà tạo hóa tạo ra loài người nhưng để loài người quyết định về tâm mình mọi suy nghĩ mọi hành động mọi cử chỉ mọi cảm xúc mọi quyền quyết định của bản thân để rồi đưa loài người đến oán hận thù chiến tranh tranh đoạt sát sanh vân vân đều rồi bị đọa vào lục, lục đạo luân hồi quả báo xanh rồi diệt diệt rồi xanh cứ mãi tiếp diễn kiếp này rồi đến kiếp khác vậy thưa sư câu hỏi này cứ nghĩ hoài mà không thông suốt được trong tâm con nếu giá như tạo hóa tạo ra loài người chỉ có một tâm thức của một vị từ bi thì quả địa cầu này thật tốt biết mấy à, cái vấn đề đó là khi quý vị đặt câu hỏi là nó đã sai ngay từ đầu. Đó là gì? Ờ, trong kinh Tạng Đức Phật nói như thế này: Nếu như có một đấng tạo hóa tạo ra loài người, thì đó là một kẻ tàn nhẫn, bởi vì họ đã tạo ra một thế giới đầy những đau thương và bất chấp, cho nên Đức Phật khẳng định rằng trong nhiều bài kinh không hề có một đấng tạo hóa. Nhớ như mình. Không hề có một đấng tạo hóa. Mà nếu như ấy, mình nghĩ là có một đấng tạo hóa thì mình lại rơi vào cái nhìn sai lầm. Chính vì cái nhìn, cái thấy sai lầm đó nó sẽ dẫn chúng sanh đi đến đau khổ. Chính bởi vì ấy, quý vị một số người nghĩ rằng có một đấng tạo hóa tạo ra loài người mà chính bởi vì suy nghĩ đó nó mới dẫn họ tới những cái băn khoăn rồi dẫn họ tới đau khổ rõ ràng quý vị thấy chính quý vị nghĩ như vậy và nó khiến cho quý vị đau khổ khiến cho quý vị phiền não thành ra đức phật khẳng định một điều đó là không có một đấng tạo hóa nào tạo ra chúng sanh mà mỗi người phải tự có trách nhiệm đối với từng suy nghĩ lời nói và hành động của mình anh có những suy nghĩ đúng đắn, có những lời nói đúng đắn, có những hành động đúng đắn, thì anh chắc chắn anh sẽ đạt được cái quả lành của những việc anh làm. Còn khi anh có những suy nghĩ không đúng đắn, lời nói không đúng đắn, hành động không đúng đắn, thì chắc chắn anh sẽ phải chịu cái quả đau khổ cho những hành động. Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh này các tiền khen. Nếu như những việc lành suy nghĩ lành lời nói lành mà đem lại đau khổ thì như lai sẽ không có nói nhưng bởi vì những lời nói lành suy nghĩ lành việc làm lành nó đưa đến hạnh phúc cho nên như lai mới kêu các ngươi hãy làm lành hãy suy nghĩ lành hãy nói lời lành một chuyện này không thể xảy ra đó là một người nói lời lành, suy nghĩ lành, hành động lành. Mà họ vì cái việc làm đó, họ phải chịu những cái quả báo đau khổ, chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Và này các tỳ kheo, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là nếu như một chúng sanh suy nghĩ lành, nói lời lành và làm việc lành, cái quả báo của hành động đó chắc chắn sẽ đem họ đến những quả báo hạnh phúc. Cũng tương tự như vậy. Đối với những cái điều ác. Cho nên ý, chúng sanh sẽ đi đau khổ bởi vì họ có những cái thấy sai lầm, có những cái suy nghĩ sai lầm. Từ đó họ không biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm và chính bởi vì như vậy họ tạo ra các cái ác nghiệp và từ đó dẫn chúng sanh tiếp tục đi luân hồi. Cho nên ý, cái câu hỏi này nghe từ ban đầu nó đã sai và chính bởi vì câu hỏi sai, chính bởi vì suy nghĩ sai, chưa có chính xác cho nên bản thân quý vị bị đau khổ hiểu được chuyện đó mình thay đổi lại cái thói quen thay đổi lại suy nghĩ của mình đó là gì không có một đấng tạo hóa nào và chính bởi vì không có một đấng tạo hóa nào bản thân chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cho thân khẩu và ý của mình hãy tích cực làm việc lành từ đó chúng ta sẽ nhận được những kết quả hạnh phúc